Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Hằng, chào mừng các bạn đến với kênh Hằng TV. Hôm nay Hằng TV dẫn mọi người xuống bếp nấu món trứng chiên với xúc xích, gồm có bánh mì nữa nha cả nhà. Cả nhà xuống bếp cùng Hằng thôi. Trước tiên Hằng lấy một cái chảo bánh mì. Đây là bánh mì của Hằng. Rồi Hằng lấy kéo Hằng cắt đi cho nó dễ. Rồi Hằng cắt thêm hạt lựu như thế nè, thành hạt lựu. Cắt ra cũng thành hạt lựu như thế này. Hạt lựu xúc xích Hằng đã được cắt xong rồi cả nhà. Bây giờ tiếp theo Hằng lấy một cái bếp Hằng chiên bánh mì. Hằng lấy bếp nha cả nhà. Hằng đẩy này qua một bên. Nhỏ lại để Hằng chiên bánh mì. Hằng chiên bánh mì cho nó giòn nha cả nhà, cho nó săn bánh mì lại. Sau đó Hằng tắt bếp, Hằng đặt một quả trứng, Hằng đánh. Đánh đều đều cho nó dai như cái nhà, quả trứng cho nó dai.
hành. Sau đó hành để quả trứng vô. Thơm quá. Bánh mì của Hằng đã xong mà cả nhà cùng ăn với Hằng nha. Đây bánh mì của Hằng, mình có trứng. Bánh mì thì giòn, mình có xúc xích, quả trứng, béo thơm thơm. Nhà giống như sandwich gì đó đó nha. Ngon quá. Video của Hằng đến đây đã kết thúc. Mời cả nhà đón xem video tiếp theo của Hằng nha. Bye bye cả nhà.